quý vị tiếp tục chương trình làm việc ngày hôm nay quốc hội tiếp tục dành toàn bộ thời gian làm việc để thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, báo cáo về công tác phòng chống dịch covid-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 15, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm. 2022 đến 2024, trong đó có việc lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương.